Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Được thành lập vào năm 2005, trường Lehman Mahan Preparatory School là trường trung học tư thục nổi tiếng dành cho nam và nữ sinh từ lớp 9 đến 12, nằm tại khu trung tâm tài chính Mahan của thành phố New York. Trường được đánh giá có trang thiết bị cũng như cơ sở vật chất tốt nhất, gồm có 30 phòng học, 6 phòng thí nghiệm, 5 phòng máy tính, phòng lab 2 ngôn ngữ, một nhà hát với 400 chỗ ngồi, hồ bơi trong nhà, sân bóng rổ trong nhà, phòng thể hình, trung tâm thể dục thể thao, thính phòng, phòng nghệ thuật tạo hình và làm gốm, căng tin theo phong cách hiện đại, phủ sóng wifi toàn trường cũng như sử dụng công nghệ smartboard. Về ký túc xá, trường theo phong cách căn hộ và thuận tiện đi bộ tới trường. Các phòng được thiết kế với số lượng 2 đến 4 em ở chung một phòng, ký túc xá có nhân viên, camera và bảo vệ 24/24. Ngoài ra, trường cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ học tập tại ký túc xá. Số lượng học sinh của trường là 515 em, tỷ lệ giáo viên trên học sinh là 1/10. Ngoại ngữ đào tạo của trường có Trung Quốc, Tiếng Pháp và Tây Ban Nha. Mọi thông tin thắc mắc về chương trình học cũng như thủ tục hồ sơ đăng ký nhập học tại trường như thế nào, các bạn vui lòng liên hệ qua hotline để được các chuyên viên tư vấn hỗ trợ cho các bạn, đó là 0996277629. Các khóa học của trường có khóa học chuyển tín chỉ vào đại học hoặc cao đẳng với các môn là kịch, ban nhạc, nhiếp ảnh kỹ thuật số, thiết kế đồ họa, bản vẽ v.v. Về thể thao có bóng đá, bóng rổ, bơi, chạy điền kinh, đấu kiếm, bóng chuyền. Hoạt động ngoại khóa và các câu lạc bộ của trường có ban nhạc gia, sản xuất phim và diễn xuất, dịch vụ cộng đồng, câu lạc bộ điện ảnh, nhiếp ảnh kỹ thuật số, thiết kế thời trang, nấu ăn, tạp chí v.v. Yêu cầu đầu vào với điểm SLIP và TOEFL không giới hạn điểm. Lớp tiếng Anh yêu cầu học sinh phải có. Tỷ lệ được nhận vào đại học là 100%. Và dưới đây là danh sách các trường đại học mà học sinh được nhận vào, như là trường American University, SUNY Birmingham, Boston University, SUNY Buffalo, v.v. Và để được hỗ trợ về các thủ tục hồ sơ du học, điều kiện nhập học của các trường, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi, công ty tư vấn du học quốc tế Tân Đại Dương, với nhiều năm kinh nghiệm sẽ hỗ trợ cho các bạn về vấn đề du học. Mọi thông tin chi tiết các bạn liên hệ qua hotline 0996277629 hoặc có thể tham khảo vào các trang web của công ty tân đại dương.edu.vn và tldvn.com. Xin lưu ý với các bạn là hiện nay công ty Tân Đại Dương chỉ có 3 nơi và không có chi nhánh ở các tỉnh phía Bắc. Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình chia sẻ kinh nghiệm xin visa du học Mỹ cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương. Thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi có mời tới đây bạn Lý Quang Thanh. Bạn vừa mới tham gia một cuộc phỏng vấn xin visa du học Mỹ với lãnh sự quán Mỹ và bạn đã có tấm visa ở trong tay. Thì chị xin chào Quang Thanh. Dạ, chị. Quang Thanh có thể giới thiệu sơ nét về bản thân mình cho tất cả các bạn được rõ không? Dạ, em tên Lý Quang Thanh, hôm nay 21 tuổi và em vừa kết thúc khóa học tại trường đại học khoa với tấm bằng cao đẳng của FTNS và bây giờ em tiếp tục chọn trường University of Central Florida để tiếp tục học 4 năm của mình. Rồi sáng nay mình đi tham dự cuộc phỏng vấn với lãnh sự quán Mỹ thì cái cảm giác của em như thế nào khi mình tham dự cuộc phỏng vấn đó? Thì ban đầu trước khi đi phỏng vấn thì em có tìm hiểu rất kỹ về quá trình phỏng vấn đến các thủ tục. Thì em thấy ban đầu coi thì thấy rất là lo lắng, thì nhìn nó rất là căng thẳng. Mà đến lúc vô thì thấy nó rất bình thường, cái khung phòng nó cũng nhỏ và mọi người đó thì có cái chị hướng dẫn rất là chi tiết tỉ mỉ cho mình. Rồi vào phỏng vấn thì ban đầu cũng nghe nhiều người nói thì nghe rất là căng thẳng, nhưng mà lúc vào thấy bình thường. Mọi người, cái tư vấn viên thì họ rất thoải mái mình và vui vẻ mình. Qua Mỹ mình sẽ chọn ngành nào để mình tiếp tục theo học em? Qua đó thì em sẽ tiếp tục học ngành quản trị kinh doanh. Cái định hướng của mình sau khi mình học ngành quản trị kinh doanh xong? Thì gia đình em thì có một công ty xí nghiệp và ba mẹ em lẫn em thì đều muốn em qua bên Mỹ học tập để sau này quay về để phát triển thêm các công ty, có thể là mở thêm nhiều chi nhánh hoặc là có thể làm các công trình ra các tỉnh lân cận. Vậy chắc là em có thể chia sẻ một chút cái sở thích cá nhân của mình không? Sở thích của em thì rất nhiều, nhưng mà cơ bản thì em thích thể thao, xem thể thao và thi đấu thể thao. Và còn ngoài ra thì em còn thích du lịch, đi du lịch và đi du lịch đi khắp nơi. Mình
qua Mỹ mình sẽ có rất là nhiều cơ hội để mình đi tham quan rất là nhiều bang ở thành phố của các của nước Mỹ. Cho chị hỏi là mình thích thể thao, mình đã tham gia một cái chương trình gì của thể thao, thì mình có cái huy chương gì, hay là mình có tham gia một cái hoạt động nào ở trường ở lớp chưa? Dạ, hồi học ở trường cấp 2, cấp 3 thì em có tham gia bóng chuyền, bóng rổ, mà không có được giải hết. Không được giải gì hết à? Mình qua Mỹ mình sẽ tiếp tục có những cái chương trình thể thao đó ở trong công viên trường, và chị hy vọng lúc đó em sẽ có một cái giải gì đó coi như là kỷ niệm của mình với những năm học bên Mỹ. Rồi cho chị hỏi một chút là sao mình biết tới dịch vụ của Tân Đại Dương? Thì em tìm hiểu trước khi đi du học, em tìm hiểu rất nhiều các dịch vụ tư vấn du học, thì em thấy trung tâm du học Tân Đại Dương thì có nhiều năm kinh nghiệm và có dịch vụ tốt nhất, nhưng mà trong tất cả các trung tâm tư vấn du học thì em thấy Tân Đại Dương đang tin tưởng đấy. Rồi cho chị hỏi là em có ấn tượng như thế nào về chúng tôi? Dạ, ấn tượng thì trong quá trình mà em làm hồ sơ thì được bên tổ tư vấn là chị Thúy, chị hướng dẫn em rất là tỉ mỉ. Và khi mà em quá trình chuẩn bị các câu hỏi cho phỏng vấn thì được anh Khôi hướng dẫn chi tiết và chỉ em các câu hỏi cho để phỏng vấn được tốt. Chị cảm ơn Thanh rất là nhiều, và chị hy vọng rằng với cuộc chia sẻ trong chuyện ngắn của em sẽ giúp ích rất là nhiều cho tất cả các bạn, mà những bạn nào đang có ý định đi du học Mỹ cũng giống như em. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những chia sẻ lần sau. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính, tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ, hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ, khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán, đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.